Hello xin chào tất cả các bạn lại là Thành Vlog TV đây hôm nay Thành sẽ mang đến cho các bạn một tin cực kỳ là mới nha các bạn tin này là tin chính thống nha đó là uh, Rau tiết lộ rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang hiện đang tổ chức một cuộc họp bi với người sáng lập Mang bi tại Sanford mang hội nghị thanh toán về tiền tệ quốc tế đó theo trang web chính của uh, Rep Tên Mỹ Anh đất về phép sắp tổ chức hội nghị dàn xếp thị trường tiền tệ quốc tế tại Liên Minh Châu Âu. Người vợ chính của cuộc họp này có thể có kế hoạch kết hợp tiền tệ kỹ thuật số men với blockchain là công nghệ cơ bản được phát triển bởi nhóm Sanford ở Hoa Kỳ vào đơn vị giải quyết của khu vực thương mại tự do yêu đó là chuẩn bị là chuẩn bị mở cái hội nghị dàn uh, xếp thị trường tiền tệ kỹ thuật số cho các uh, nước liên bang rồi nha các bạn đây là tin đây là tin chính thống nha mình tình trạng tùy tì tệ kinh tế của các quốc gia khác nhau về kết quả là lạm phát có tác động đến thương mại quốc tế bộ trưởng kinh tế pháp cho biết liên minh châu âu sẽ đạt được thỏa thuận với hoa kỳ để phát hành đồng tiền thanh toán chung trong khu vực thương mại tự do quốc tế sử dụng công nghệ blockchain cũng nói rằng đơn vị tiền tệ này chỉ được sử dụng cho các nước thành viên uh, wto để thúc đẩy thương mại uh, lẫn nhau uh, về sẽ không có tác động đến uh, đồng đô la uh, có thông tin tiết lộ rằng uh, hoa kỳ về các thành viên eu sẽ có tổ chức một mạng lưới Bi tại Sanford vào ngày 16 để phát hành cụ thể quy tắc về xác nhận quyền Đó là ngày 16 này sẽ phát hành ra nha các bạn Đó là sẽ cuộc họp sẽ được tổ chức ra nha các bạn Đó tin này là tin chính thống từ uh, uh, bên hội nhóm Bi Network của Thành đưa ra nha các bạn Nên tin cũng rất là chuẩn xác nha các bạn Đó bây giờ mà Bi đã được lên uh, trên tiền tệ của quốc tế rồi á các nước EU để có liên hợp để tổ chức ra cuộc họp ở Singapore thì không phải là đơn giản nha các bạn đó. là bi sẽ sớm có giá trị cao nha ờ, giờ là các nước uh, lớn sẽ đi trước về nước nhỏ chúng ta sẽ theo sau theo bước sau nha các bạn đó là bi sẽ thành công bi là hiện tại đã thành công rồi đó nhưng mà bây giờ là quan trọng là giá kẻ nó ra sao nha các bạn nếu mà được uh, một 1 đô hay là um, trên 1.000 đô thì bi cực kỳ là có giá trị nha các bạn đấy như đối với Việt Nam mình 1.000 đô lớn nhưng đối với các nước họ 1.000 đô cũng cũng chỉ là bình thường giá bình thường nha các bạn cho nên các bạn cứ yên tâm đi bi sẽ có giá trị cứ tin tưởng đi bi sẽ có giá trị đó là sự thật luôn nha các bạn về một thông tin cực kỳ là vui mình muốn nói đến các bạn đây nữa là ở bên shop của Việt Nam mình có để re rồi có trao đổi hàng hóa nha các bạn nhưng mà không biết tin đây là có thật hay không mà hôm qua đến giờ mình thấy đăng trên trang mạng rất là nhiều shop ở Việt Nam đã mở rồi nha các bạn chúc mừng cộng đồng Bonnie Việt Nam đó tin tức nóng nhất Việt Nam có shop chính thức đồng thuận là một bi là 6.700 x rồi nha các bạn đó là thông tin đây cập nhật mới nhất nè nhưng mà các trang mạng đã đăng lên rất là nhiều mình không biết là tin này có thật hay không nhưng mình cũng hy vọng là có thật nha các bạn lúc đó chúng ta có thể trao đổi hàng hóa thoải mái mà không sợ bị uh, mất bi nha các bạn đó uh, nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho thành nha